Những bóng ma trong Nhà Trắng Sau lễ nhận chức vào năm 1945, Tổng thống Harry Truman đã viết thư cho vợ. Anh ngồi trong căn nhà cũ này nghe tiếng chân đi lại của những bóng ma. Giống nhiều địa danh khác thì Nhà Trắng cũng có những huyền thoại riêng của mình. Nơi đây không chỉ được biết đến là nơi ở của Tổng thống Mỹ, mà còn bởi địa danh của nhiều hồn ma nổi tiếng nhất đất nước. Ngày 7 tháng 3, tu tham quan Nhà Trắng chính thức được mở cửa trở lại sau thời gian tạm đóng cửa do Tổng thống Donald Trump chưa bổ nhiệm được người phụ trách. Đến nay, nơi này đã đón tiếp hàng trăm nghìn du khách. Khách quốc tế muốn vào đây tham quan, phải xuất trình hộ chiếu và đến đăng ký tại Đại sứ quán nước mình. Abigail Adam, vợ của John Adam, Tổng thống thứ hai, là đệ nhất phu nhân, thường tự giặt ủi đồ của mình, sau đó treo nó tại phòng phía đông. Tổng thống thứ 27, William Howard cho biết rằng đã từng giật mình khi nhìn thấy hồn ma của bà lướt qua một cánh cửa trên tầng 2. Các thành viên nội các thậm chí còn người thấy mùi xà phòng, hoa oải hương, đó là mùi yêu thích của đệ nhất phu nhân. Adam cũng được biết đến là hồn ma lâu đời nhất ám nơi đây. Những người thợ làm vườn đã rất sợ hãi và từ chối thiết kế lại vườn hồng sau khi nhận được yêu cầu của đệ nhất phu nhân, Alan Wilson, là vợ đầu của Walrod Wilson, tổng thống thứ 28. Khu vườn này được tạo bởi đệ nhất phu nhân, Dolly Madison, vừa của tổng thống thứ tư, Jean Madison và hồn ma của bà đã hiện lên một cách giận dữ, ngăn cản những người làm vườn phá hủy công trình của mình. Qua nhiều năm thì các nhân viên nhà trắng vẫn ngửi thấy mùi hoa hồng từ một nhân vật vô hình trong các căn phòng. Họ tin rằng Dolly vẫn ẩn khuất đâu đó để bảo vệ vườn hồng của mình. Lincoln là tổng thống thứ 16, là bóng ma được nhìn thấy nhiều nhất ở nhà trắng. Vừa tổng thống Calvin Coolidge là người đầu tiên gặp ông vào những năm 1920 nhiều đệ nhất phu nhân khác cũng có cơ hội được diện kín hồn ma huyền thoại này. Thủ tướng Anh Quyền Tân Chu Chiêu trong một lần nghỉ qua đêm tại Nhà Trắng đã kể rằng nhìn thấy Tổng thống con xuất hiện trong phòng ngủ của mình. Maureen Reagan là con gái và con rì của Tổng thống thứ 40 của Mỹ. Sunan Reagan cho biết họ đã có hơn một lần nhìn thấy hồn ma của Tổng thống Lincoln khi mà qua đêm tại Nhà Trắng. Trong của Maureen Reagan cho biết rằng một lần tỉnh dậy giữa đêm và đã nhìn thấy hồn ma của Lê Con đứng ngoài cửa sổ. Anh thậm chí còn nhìn thấy bái cỏ phía ngoài xuyên qua cơ thể của cố tổng thống. Đệ nhất phu nhân Marie de Con từng tổ chức một buổi triệu hồn linh hồn sau khi cậu con trai 11 tuổi Willy chết. Sau đó Marie nói rằng hồn ma của Willy đã đến thăm bà tại phòng ngủ. Nhiều nhân viên trong Nhà Trắng cũng chia sẻ rằng sau cuộc triệu hồi linh hồn của mẹ, bé Willy bé nhỏ dường như không còn chịu yên nghỉ. Họ thừa nhận từng chạy xuyên qua người cậu vài lành trong những năm 1870. Con gái của Lyndon B. Johnson, tổng thống thứ 36, là Linda, cũng từng cho biết gặp linh hồn của Willie tại căn phòng nơi cậu qua đời. Căn phòng này sau đó được Linda sử dụng. Đệ nhất phu nhân Marie Tune cũng từng cho biết, bà từng nghe thấy tiếng quát mắng chửi thể gay gắt của Andrew Jackson, tổng thống thứ bảy của nước Mỹ, trong căn phòng mà ông đã từng sử dụng. Đệ nhất phu nhân liên con đang giữ kỷ lục cho việc nhìn thấy những hồn ma trong Nhà Trắng. Bà tiết lộ từng nghe Tổng thống Thomas Jefferson, Tổng thống thứ ba, chơi vĩ cầm trong phòng bầu dục. Du khách khi đến thăm Nhà Trắng cũng cho biết rằng từng nghe thấy tiếng huyết sáo của Tổng thống nổi tiếng này. Sau lễ nhậm chức vào năm 1945, Tổng thống Harry Truman, Tổng thống thứ ba ba cũng viết thư cho vợ và nói rằng nói về những bóng ma, anh ngồi trong căn nhà cũ này và lắng nghe tiếng bước chân đi lại của những bóng ma ngoài hành lang. Hai vợ chồng tổng thống từng nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Francis Cleveland, đệ nhất phu nhân duy nhất của nước Mỹ sinh còn trong Nhà Trắng. Francis là vợ Grover Cleveland, tổng thống thứ 22 và 24. Tổng thống Grover đã nhành nhiệm vụ tại vị trí này trong hai nhiệm kỳ, không liên tiếp. Con gái Jenna của Tổng thống Bush, Tổng thống thứ 43, nói trên thóc sâu của dây rằng Tôi đang ngủ thì một hồn ma đứng ở lò sưởi trong phòng tôi, rồi nghe âm nhạc của những năm 1920 được ngột phát ra. Một tuần sau đó, cô và người chị em sinh đôi ngủ thiếp đi trong chính căn phòng này và bị đánh thức bởi thứ âm nhạc như opera được phát ra từ lò sưởi.